Dương Dương Nhật Ba Tiêu Chiến Lý hiện xác nhận tham gia concert năm mới của Đài Sống Thượng Hải. Nói cách khác, mọi người có thể gặp Tiêu Chiến Lý hiện trên cùng một sân khấu. Trong buổi biểu diễn đêm giao thừa của Đài Sống Thượng Hải, Dương Dương đã được mời Tiêu Chiến Lý hiện xác nhận cũng có mặt. Vào ngày 31 tháng Chạp, nhiều sân khấu sẽ có đêm nhạc giao thừa và buổi biểu diễn nào cũng mời nghệ sĩ đến tham gia trình diễn. Cách đây vài ngày, nhiều nền tảng truyền hình đã bắt đầu lần lượt công bố danh sách các chương trình, nhưng nhiều người đang chủ ý việc tiêu chiến sẽ đi tham gia đài nào. Ngoài ra còn có truyền hình vệ tinh Hồ Nam, truyền hình vệ tinh Giang Tô, CCTV. Trên thực tế, những năm gần đây, đài rộng Thượng Hải cũng đã giành được sự chú ý của mọi người trong nhiều chương trình bằng chính thực lực của mình. Và đài rộng Thượng Hải năm nay cũng mời tiêu chiến đến. Ngoài tiêu chiến, đài rộng Thượng Hải còn mời Dương Dương, địch đệ Nhật Ba, Lý Hiện, Nói cách khác, mọi người có thể gặp lại tiêu chiến lý hiện trên cùng một sân khấu. Hiện tại thời khắc đếm ngược đến giao thừa đã đến, Đài giọng Thượng Hải cuối cùng cũng chính thức thông báo tiêu chiến sẽ tham gia trong đêm giao thừa. Sau khi tin tức được đưa ra, hàng trăm nghìn cư dân mạng đã like ngay lập tức. Tiêu chiến có lượng fan rất cao, điều này đủ cho thấy sự vui mừng của người hâm mộ. Nhìn thấy tiêu chiến tham gia đài giọng Thượng Hải một lần nữa, người hâm mộ cũng cảm thấy việc anh xuất hiện, quả thực rất tốt rất nhiều cư dân mạng đã chờ đợi tiêu chiến tham gia đài sống thượng hải lần này bởi vì mọi người đã lâu không được xem ảnh hát live ngoài tiêu chiến, couple đình đám dương xương địch nghệ nhật 3 cũng rất được mong chờ trong concept năm mới này cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin của vplog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại